Marco Roy có động thái đặc biệt với Hoàng Đức trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Dortmund. Tiền vệ đội trưởng của câu lạc bộ Borussia Dortmund đích thân lên tiếng khẳng định anh sẽ sớm có mặt ở Việt Nam và gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ tại nơi đây. Xin chào người hâm mộ của câu lạc bộ Borussia Dortmund, tôi sẽ sớm đến Việt Nam. Hãy ủng hộ chúng tôi tại sân vận động Mỹ Đình, hãy mua vé ngay bây giờ. Tiền vệ hào hoa của Dier Brussen nói trong một video được đăng trên các mạng xã hội của đội bóng và đơn vị tổ chức giải đấu Next Media. Theo đó, Marco Reus sẽ đến Việt Nam cùng Borussia Dortmund vào rạng sáng ngày 29 tháng 11. Ngoài ngôi sao này, đội bóng hàng đầu nước Đức còn mang đến Hà Nội những tên tuổi lớn khác như Mats Hummels, Emre Can. Đương kim Á quân giải vô địch quốc gia Đức sẽ đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 giờ hôm 30 tháng 11. Trước trận đấu, các cầu thủ Dortmund sẽ tham gia nhiều hoạt động bên lề như dạo phố, giao lưu với người hâm mộ tại tượng đài Lý Thái Tổ, giao lưu với sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, học cách làm phở cùng nhiều hoạt động khác. Được biết, đội bóng nước Đức sẽ có buổi tập làm quen tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ lúc 18 giờ đến 19 giờ 30 và mở cửa hoàn toàn miễn phí cho người hâm mộ. Trước trận đấu, một số huyền thoại của câu lạc bộ Borussia Dortmund sẽ giao lưu với người hâm mộ tại khuôn viên sân Mỹ Đình. Về phía đội tuyển Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã tập trung rèn luyện tại Hà Nội từ ngày 23 tháng 11. Ngoại trừ Hồng Duy tối nay mới lên hội quân và Quang Hải hội quân muộn, nhóm các cầu thủ thuộc Hà Nội FC và Topeland Bình Định sẽ lên tập trung cùng đội tuyển sau khi kết thúc trận chung kết Cúp Quốc gia 2022 diễn ra vào ngày 27 tháng 11. Hiện tại, toàn đội đang rất nghiêm túc chuẩn bị cho trận giao hữu với Dortmund vào ngày 30 tháng 11. Đây sẽ là trận đấu cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup sắp tới. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B sẽ đối đầu với đội tuyển Malaysia, Myanmar, Singapore và Lào. Tiền vệ Châu Ngọc Quang thừa nhận mình rất tự hào khi được gọi lên đội tuyển quốc gia và hy vọng sẽ được ra sân đối đầu với Borussia Dortmund trong thời gian tới. Chiều 27 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 5 trong đợt hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trong buổi tập này, ông Park Hang-seo và ban huấn luyện đã dành phần lớn thời lượng cho các nội dung về chiến thuật của đội bóng. Cũng ở buổi tập này, Tiến Linh và Thanh Bình đã hoàn thành giai đoạn tập các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Cho Ju Jung. Bộ đôi này đã trở lại tham gia vào giáo án chung cho toàn đội. Sau khi tiền vệ Hoàng Đức về nhà vì có việc gia đình, anh cũng đã quay trở lại cùng đội tuyển để tiếp tục tập luyện. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, Châu Ngọc Quang đã có những chia sẻ trước trận đấu với Dortmund. Ở đợt tập trung lần này khác với những lần tập trung trước, bởi đây là sự chuẩn bị cho một giải đấu chính thức. Vì vậy, đợt tập trung này rất quan trọng đối với tôi. Tôi cảm thấy rất vui khi được triệu tập. Vì mình đã có đóng góp gì đó nên mới được thầy Park gọi lên. Tôi cảm thấy rất tự tin và sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Tôi rất thích cầu thủ Marco Reus của Dortmund, do anh ấy cũng chơi ở vị trí tiền vệ mà tôi cũng thích chơi ở vị trí đó. Ngoài kỳ vọng được ra sân thi đấu, tôi cũng mong mình sẽ có màn trình diễn ấn tượng cùng đồng đội giành kết quả tốt, chơi một trận đấu đẹp mắt cho người hâm mộ. Châu Ngọc Quang nói thêm, ở mùa giải 2022, chứng kiến sự trưởng thành của Châu Ngọc Quang dưới dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai trong màu áo của Hải Phòng FC, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Ngọc Quang đã thể hiện hết những lợi thế mạnh của mình. Vì vậy, lúc này anh được ông Park Hang-seo trao cơ hội lên tuyển. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022 với trận đấu giao hữu gặp Borussia Dortmund vào ngày 30 tháng 11 sắp tới. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu nhóm cầu thủ sẽ thi đấu tại vòng chung kết Cúp Quốc gia 2022 giữa Hà Nội FC và Topeland Bình Định. Sau trận đấu này, các cầu thủ này sẽ hội quân với đội tuyển. Trung vệ Bùi Tiến Dũng tin đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt và giữ sạch lưới trước đối thủ hùng mạnh của nước Đức, câu lạc bộ Borussia Dortmund trên sân Mỹ Đình ngày 30 tháng 11. Nhóm các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai gia nhập đội tuyển Việt Nam gồm có hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thành, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy do vướng việc gia đình nên xin phép hội quân muộn. Lúc này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có trong tay tổng cộng 19 trong tổng số 31 cầu thủ được triệu tập, ngoại trừ Hồng Duy tối nay mới lên hội quân và Quang Hải đến ngày 15 tháng 12 mới về nước. Nhóm 7 cầu thủ thuộc câu lạc bộ Hà Nội FC và 3 cầu thủ thuộc câu lạc bộ Topeland Bình Định sẽ lên tập trung sau khi kết thúc trận chung kết Cúp Quốc gia 2022 vào ngày 27 tháng 11. Theo đó, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 để chuẩn bị cho trận đấu với câu lạc bộ Dortmund. Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội cho trận đấu. Hai trận giao hữu là cơ hội để cho các cầu thủ thể hiện và là dịp rà soát đội hình của ban huấn luyện trước AFF Cup. Tôi nghĩ rằng có cơ hội gặp đội bóng lớn như Dortmund là điều tốt để mọi người thực hành triết lý của ông Park Hang-seo. Tiến Dũng cho biết, việc có được cơ hội đối đầu với một đội bóng lớn như Dortmund, tôi và đồng đội sẽ cố gắng thi đấu với khả năng của mình và sẽ cố gắng thể hiện lối chơi của ban huấn luyện. Những cầu thủ ra sân sẽ cố gắng tận hưởng những phút giây được đối đầu với các cầu thủ Dortmund. Bùi Tiến Dũng tiếp tục liên quan đến AFF Cup 2022. Bùi Tiến Dũng nhìn nhận
Đợt tập trung này tiếp tục có nhiều cầu thủ trẻ, họ được trao cơ hội ra sân, thể hiện năng lực và sự tự tin ở giải giao hữu hồi tháng 9. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ trẻ tiếp tục làm được điều đó ở lần tập trung này và có tên trong danh sách tham dự AFF Cup 2022. Dĩ nhiên là các cầu thủ trẻ cũng như các tân binh còn phải tiếp tục cố gắng hòa nhập ở các buổi tập và hai trận giao hữu sắp tới. Đây là hai trận đấu để các cầu thủ thể hiện và là dịp rà soát đội hình của ban huấn luyện trước AFF Cup. Bùi Tiến Dũng nói thêm, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là một trong hai trận giao hữu của toàn đội dưới quyền ông Park Hang-seo trước thềm AFF Cup 2022. Trận giao hữu còn lại là màn chạm trán với đội tuyển Philippines trên sân vận động Hàng Đẫy diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Trao đổi với báo chí ngày 24 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ nhiều thông tin về trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Borussia Dortmund trong khuôn khổ giao hữu quốc tế chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mở đầu, Dortmund là đội bóng rất mạnh về đào tạo trẻ và đã xây dựng được hệ thống rất tốt. Vì thế, cầu thủ có nền tảng kỹ thuật, chiến thuật đều rất tốt. Tôi tin chắc rằng những cầu thủ U23 Dortmund cũng đã có được năng lực rất tốt. Tôi có thể nói rằng cầu thủ nào được khoác áo đội bóng này coi như họ đã có được một nửa thành công trong sự nghiệp. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, ở trận đấu gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund mang tính chất quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào khoảng thời gian này. Huấn luyện viên 65 tuổi cũng tự tin chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đối thủ rất mạnh. Ông Park khẳng định, về mặt kết quả, tôi tin chắc rằng đội tuyển Việt Nam sẽ không để khán giả phải thất vọng. Còn với mục tiêu thứ hai, tôi cần thử nghiệm một số cầu thủ mới và kiểm tra đội hình của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải đặt ra cả hai mục tiêu và thực hiện nó. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, trận đấu gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn đơn thuần, đối đầu với câu lạc bộ lớn của nước Đức trở thành cơ hội học hỏi nhiều điều mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam chia sẻ, thời gian gần đây tôi không có nhiều thời gian để xem Borussia Dortmund thi đấu. Tuy nhiên, vào năm 1999, tôi từng sang Đức để học hỏi và có cơ hội tới sân nhà của đội bóng này. Phải khi tới nơi, tôi mới biết sân có sức chứa tới 80.000 chỗ ngồi và cực kỳ ấn tượng. Dù không có theo dõi đội bóng này thường xuyên, nhưng tôi biết họ rất mạnh và có truyền thống lâu đời. Trong đội hình của Dortmund có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng vì họ sở hữu hệ thống đào tạo trẻ cực kỳ mạnh. Theo ông Park, chính truyền thống đào tạo trẻ cùng với hệ thống giáo dục bóng đá hiện đại ở Dortmund sẽ là bài học cho bóng đá Việt Nam. Trong dịp giao lưu thi đấu giao hữu và hợp tác lần này, huấn luyện viên Park Hang-seo không ngần ngại chỉ ra bóng đá Việt Nam hiện tại đang có vấn đề trong khâu đào tạo trẻ. Với hệ thống đào tạo trẻ như thế này thì cực kỳ khó để có thể phát triển. Chúng ta thấy rằng mọi khía cạnh từ đào tạo trẻ hay huấn luyện cần phải được nằm trong một hệ thống. Nếu hệ thống đó không tìm ra được những nhân tài thì chắc chắn gặp vấn đề. Còn nếu không tìm được, chúng ta bắt buộc phải xây dựng lại hệ thống. Chúng ta không có hành động cụ thể để thay đổi hệ thống đào tạo trẻ thì tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ rất khó để phát triển, ông Park nhấn mạnh. Hiện tại, ông Park và đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình hội quân và chuẩn bị cho AFF Cup 2022, giải đấu quan trọng nhất năm của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội từ hôm qua 23 tháng 11 và tập luyện mỗi chiều trên sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội có khoảng 7 ngày chuẩn bị cho trận đấu gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund trước khi di chuyển đến Vũng Tàu tập huấn. Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Borussia Dortmund sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11 sắp tới trên sân vận động Mỹ Đình. Đội bóng nước Đức sẽ đến thủ đô Hà Nội sớm hơn một ngày bằng chuyên cơ riêng. Sau đó sẽ có một số hoạt động giao lưu, hợp tác trước khi bước vào trận đấu chính thức. Trận đấu này thu hút 40.000 khán giả khi quy tụ những ngôi sao sáng nhất bên phía câu lạc bộ Borussia Dortmund như Emre Can, Mats Hummels hay Marco Reus.